Bác chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube Tùng Audio Hải Dương. Ngày hôm nay thì bên em lại có video rất là đặc biệt mà em nghĩ là khá là nhiều bác khách hàng thích những cái video này. Sẽ là một video xả hàng bên cửa hàng Tùng Audio Hải Dương với 4 mẫu sản phẩm vàng cơ. Ở đây thì em đang có 4 mẫu cho bác và anh em nào lựa chọn, và em có thể thấy là rất nhiều bác và anh em thích những video bên em xả hàng, và nhiều bác và anh em gọi điện đến bên cửa hàng Tùng Audio và cũng có thắc mắc là tại sao mà khi xả hàng mà bên em, các bác và anh em gọi cho bên em lại báo là hết hàng. Thì ở trong những cái video mà bên em lên những video xả hàng này thì em luôn luôn báo các bác và anh em là những mẫu sản phẩm còn bao nhiêu bộ. Ví dụ mà bên em báo là còn một bộ thì chắc chắn là các bác và anh em cái cơ hội mua được những cái sản phẩm như này nó không hề cao, đúng không ạ? Đấy, khi các bác và anh em gọi điện đến thì hầu như những video bên em lên khoảng tầm trong vòng 1 tiếng đến 3 tiếng đồng hồ rồi là các bác và anh em chốt đơn hết rồi. Đấy, thế nên là em cũng rất là ngại với những bác khách hàng như vậy. Nên ngày hôm nay thì bên cửa hàng Tùng Audio lại tiếp tục một video xả hàng nữa. Và em hy vọng các bác và anh em nào đang xem được video này, hãy đăng ký kênh Tùng Audio Hải Dương, bật chuông thông báo. Bên em luôn luôn hàng tháng luôn luôn là có những cái video xả hàng đầu tháng này dành cho tất cả bác và anh em muốn săn những dòng vàng cơ lai số, vàng cơ hay những trang bị hay mà giá lại vô cùng rẻ hơn rất nhiều so với giá của thị trường. Thì các bác và anh em hãy đăng ký kênh, hãy bật chuông thông báo để nên lúc nào bên em có video đăng lên, các bác và anh em xem qua phát là các bác và anh em chốt đơn luôn. Và với mẫu này thì ngày hôm nay thì bên em quyết định là xả tành banh luôn cho các bác và anh em luôn, xả rất là nhiều hàng luôn cho các bác và anh em sử dụng thoải mái luôn, để các bác và anh em đỡ phải kiến nghị. Thì ở đây em sẽ giới thiệu đầu tiên, đó chính là một em TDA Stick Q800 Plus. Và chưa cần nói gì về nhiều về cái mẫu này, em báo giá luôn cho bác và anh em một cái mức giá thét ra lửa luôn, 800.000 đồng với mẫu TDA Stick Q800 Plus. Đấy, các bác và anh nghe thấy phát là biết là cái mức giá nó rẻ hơn rất nhiều so với giá thị trường, đúng không ạ? Và em báo lại là cái mẫu này thì có một chút vấn đề, một chút nhỏ nhỏ như này. Mẫu này thì bên em mất hộp rồi, bên em là hàng trưng bày của TDA Stick Q800 này, mẫu này thì lại mất hộp nên các bác và anh em thông cảm, vậy nên mới có giá là 800.000 đồng. Đấy, và với mẫu sản phẩm những mẫu sản phẩm xả như này thì bên em bao ship cho bác và anh em hết nhá. Đấy, và mẫu vang cơ này thì sao ạ, có đầy đủ tính năng luôn, vẫn là hàng mới trưng bày bên cửa hàng Tùng Audio thôi các bác ạ, không phải là hàng đã qua sử dụng hay là hàng hỏng hóc gì bên em thay đâu, các bác yên tâm nhận hàng kiểm tra thoải mái, tiết hàng thoải mái luôn. Đấy, và cái mẫu này chỉ có 800.000 đồng thôi, 800.000 đồng thôi, và vẫn có bảo hành nhé, vẫn có bảo hành nào vàng các bác và anh em nhé, sử dụng nhé. Và tiếp theo nữa, một em Lexo FX50 Plus này, mẫu này thì em cũng báo giá cho bác và anh em luôn này, đỡ thắc mắc, 1.100.000 đồng. Lexo mà có giá FX50 Plus 1.100.000 đồng thì cho các bác và anh em không thể tìm một nơi nào bán được, đúng không ạ? Chỉ có em Tùng duy nhất bán cái mẫu này 1.100.000 đồng thôi. Hàng còn đầy luôn cho bác và anh em sử dụng, được chưa? Hàng còn đầy luôn cho bác và anh em sử dụng, gọi điện trực tiếp luôn, có luôn hàng cho bác và anh em. Tiếp theo nữa là một em vang cơ rất là nổi tiếng, AZ Plus. Con AZ9 Plus mang thương hiệu của AZ Pro luôn, hàng chính hãng cho bác và anh em sử dụng nhá. Đấy, mẫu này thì là hàng mới hoàn toàn 100% luôn, 99,99% hàng mới, chưa qua sử dụng một lần nào luôn. Và mẫu này thì giá thì sao ạ? Mẫu giá này thì chắc chắn là em nói với các bác và anh em không thể tin được, đúng không ạ? 1.150.000 đồng. 1.150.000 đồng AZ Pro. Em nghĩ là đây là một cái mức giá mà không thể nào có bên nào dám bán. Bởi vì sao? Bởi vì bán ra thì sẽ là lỗ, bán ra thì sẽ lỗ, nhưng tại sao bên em vẫn bán? Bởi vì em muốn cho các bác và anh em biết đến cái thương hiệu Tùng Audio bán hàng rẻ như thế nào và chất lượng như thế nào. Em bán AZ Plus của AZ Pro 1.150.000 đồng. Anh em nào mua được với mức giá như vậy thì bán lại cho bên em mua 101.000 bộ luôn, được chưa? Và với mẫu sản phẩm này thì bên em báo ship toàn quốc, được chưa? Đấy, và mẫu này thì có đầy đủ kết nối cổng quang USB hay Bluetooth này, có đầy đủ các cái tính năng delay gì biết bát mic chép. Con này thì hát thì cực kỳ ok rồi. Anh em nào xem những video cũ bên em, con này thì quá là ok luôn. Đấy, tiếng con này vừa hay. Đấy, đẹp, hình thức rất đẹp. Hình thức con này thì em nhìn em cảm nhận giống y như một con Lake M9 mà lớn luôn, đúng không ạ? Nhưng mà tiếng chất âm thì sao? Quá tuyệt vời luôn. 1.150.000 đồng, giá không thể nào rẻ hơn. Và một em nữa cũng khá đẳng cấp, đó chính là em AZ Pro AZ88. Mẫu này thì ở dịp Tết bên em bán rất là chạy hàng, nhiều bác và anh em không thể nào mua được cái mẫu này luôn. Bởi vì cái đợt đấy thì các bác và anh biết cái mẫu này nhiều anh em đặt hàng quá. Đấy, và trong dịp Tết thì các bác và anh em biết nhu cầu sử dụng của nhiều người tiêu dùng rất là cao. Và cái mẫu này thì bên em cái đợt Tết bán quá là ok.
và mức giá cái đợt đấy là 1.800.000 mà anh em còn mua đúng không ạ? Ấy nhưng mà ngày hôm nay thì sao? Ngày hôm nay thì đúng với cái thương hiệu của tủ audio xả hàng đầu tháng luôn luôn là rẻ bất ngờ, 1.350.000 đồng các anh em, 1.350.000 đồng, rẻ hơn đi mua ở ngoài chợ luôn, rẻ hơn đi mua ngoài chợ với AZ Pro luôn, hàng chính hãng 100% cho bao anh em sử dụng. Với mẫu này thì đây tất tần tật đấy, 4 mẫu cơ bản này các bác này. Tedia Studic Q800 800.000 đồng này, Lake So này, FX Plus này 1.100.000 đồng này, AZ Pro này, AZ 9 Plus này 1.150.000 đồng này, và AZ Pro AZ 88 này 1.350.000. Với tất cả mẫu này thì bên em bao ship toàn quốc cho ba anh em sử dụng nhá. Hàng còn nhiều, các bác anh em cứ gọi điện trực tiếp, luôn luôn có hàng cho ba anh em đấy. Luôn luôn có hàng, bởi vì sao em bán rẻ như này để cho tất cả mọi người biết rằng là bên cửa hàng Tùng Audio bán hàng rẻ nhưng lại vô cùng chất lượng. Đấy, và đầu tháng nào thì bên em cũng có những chương trình xả hàng như vậy. Các bác anh em nào muốn săn những cái dòng vàng cơ hay này, dòng vàng cơ lai số hay này, vang số hay này, tất tần tật những trang thiết bị âm thanh hay và đẳng cấp nhưng mà giá thành rẻ hơn giá thị trường thì hãy liên hệ Tùng Audio Hải Dương. Em để luôn số điện thoại cho bác và anh em liên hệ cho dễ nhá. Đấy, và những cái mẫu giá như thế này thì bên em luôn luôn có bảo hành cho bác và anh em, được chưa ạ? Ok, video của em xin dừng lại ở đây. Em hy vọng là các bác và anh em xem được video này hãy nhấc máy lên và gọi ngay. Luôn luôn có hàng dành cho tất cả bác và anh em. Xin chào các bác.